Kindai Chihajime là một cậu học sinh trung học ở trường Ly Tông, nổi tiếng quậy phá, nghịch ngợm, chuyên đi học trễ, nhưng lại là một cậu học sinh đứng đầu lớp. Nhưng thực chất, cậu là người có cá tính mạnh mẽ, rất thông minh, cùng với những suy luận sắc bén. Vì cậu ta là người có dòng máu thiên tài từ ông nội của mình, là một nhà thám tử nổi tiếng đại tài, Hajime. Trong một khu rừng cách khá xa thành phố, Fudo đã tìm thấy một bộ xương khô, được xác định là của nam giới từ 25 đến 30 tuổi, tử vong do bị đập mạnh vào phần đầu. Thời gian chôn xác ít nhất là một năm, và bộ xương này đã khởi đầu cho một vụ án. Hãy cùng Kindai chỉ vào lưới tắm, vào ngay video ngày hôm nay và giải mã vụ án ở làng Lục Giác, tìm ra kẻ đứng sau chuỗi giết người hàng loạt kỳ bí tại ngôi làng này nhé. Sáng hôm nay, Kindai chỉ chuẩn bị cúp tiết thì đã bị Miyuki tóm được và bắt cậu ta quay trở lại trường. Mọi người lúc này đang vây quanh bảng thông báo, bởi trên đó có dán một tấm ảnh của thầy Odagiri và bạn học Wakaba, hình được chụp tại khách sạn tình nhân. Một lúc sau, thầy cô tới xé tấm ảnh và giải tán tất cả học sinh. Vì tin tức hai thầy trò gian díu với nhau nên hội đồng nhà trường đã quyết định đuổi học Wakaba. Nghe vậy, Miyuki liền đi tới phòng họp và nói giúp cho người bạn của mình. Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cô hội trưởng hét vào mặt. Bà ta một mực cho rằng chính Wakaba là người đã dụ dỗ thầy Odagiri. Nói xong, bà ta và thầy hiệu trưởng liền rời đi, mặc cho Miyuki có cầu xin như thế nào. Không biết Kindaichi đã đứng ngoài từ bao giờ, cậu ta có bảo rằng nói nhiều cũng vô ích, trường hợp này chỉ cần lấy độc trị độc là thượng sách. Phía này, ba cô hội trưởng và ông hiệu trưởng đang trong tình trạng chỉ có mỗi bộ đồ lót trên người, tay thì cầm điếu thuốc phi phèo. Vì biết được thông tin hai người họ đến đây, nên Kindaichi và Miyuki đã trực chờ sẵn ở bên ngoài. Xong việc, họ rời khỏi khách sạn, nhưng đã bị Kindaichi và Miyuki chặn trước mặt và chụp lại tấm ảnh. Cậu đe dọa sẽ đem bức hình này nộp cho sở giáo dục. Lúc đó ông hiệu trưởng và bà cô kia liền hốt hoảng và hỏi hai đứa nhóc kia muốn gì. Xong việc này, Wakaba được quay trở về trường học. Tuy nhiên chưa học được bao lâu thì gia đình đã gọi cô ấy quay trở về quê. Wakaba sẽ tiếp tục học trường làng và làm đám cưới với một người đã đính ước từ trước. Ngày Wakaba về quê, Kindaichi và Miyuki đã ra ga tiễn cậu ấy. Wakaba đã tháo sợi dây chuyền của mình ra và tặng nó cho Miyuki. Lúc này, cả ba người đều bị dịn nhau. Trước khi chuyến tàu khởi hành, Wakaba đã nói với Kindaichi và Miyuki rằng mình sẽ không bao giờ quên, sẽ luôn nhớ mãi hai người. Nói xong, hai giọt nước mắt của cô liền tuôn ra cùng với một gương mặt vô cùng buồn bã. Vài ngày sau, Kindaichi và Miyuki nhận được thiệp đám cưới từ Wakaba. Bỗng thầy Odagiri từ phía sau bước đến và nói muốn đi cùng với Kindaichi và Miyuki. Thầy nói chỉ muốn gặp Wakaba lần cuối, nếu cô ấy hạnh phúc thì thầy sẽ từ bỏ. Nghe vậy, Kindaichi liền bảo cách cư xử của thầy thật hèn nhát, bởi Wakaba từng nói vì thầy, bạn ấy sẵn sàng nghỉ học. Nếu thầy có yêu bạn ấy thật lòng thì đừng né tránh nữa. Một ngày trước khi buổi hôn lễ diễn ra, ba người đã đến làng Lục Giác ở tỉnh Aomori. Và sau ba tiếng vật lộn với đường núi gian khổ, cuối cùng họ cũng đã đến được làng Lục Giác. Thật bất ngờ khi đứng từ trên cao nhìn xuống thì làng Lục Giác có hình sao David. David là vua xứ Hebrides, nước Israel thời cổ đại. Ngôi làng này có hình biểu tượng của vua David. Miyuki liền nói mặt dây chuyền của Wakaba cũng có hình ngôi sao David thiếu một cánh. Và ở tỉnh Aomori còn có một ngôi làng Heran được đặt tên theo từ Hebrides. Nói chuyện được một lúc thì họ cũng đã đi đến căn biệt thự đầu tiên. Căn này cũng có ngôi sao David thiếu cánh trên góc phải. Tiếp đến là căn thứ hai, lần này thì ngôi nhà thiếu cánh dưới góc phải. Tòa thứ ba thì lại bị thiếu cánh dưới cùng. Đột nhiên một cô gái bất ngờ xuất hiện từ phía sau, một tay cầm một con quạ. Dù cho cả đám khá hoảng hốt nhưng vẫn phải mở lời hỏi đường. Có lẽ Kindaichi đã đoán được quy luật vị trí của các tòa nhà trong ngôi làng này rồi. Nếu làm theo quy luật thì nhà của Wakaba ở vị trí thứ 6, còn hai căn nữa thì đến. Và ngôi nhà thứ 4 có hình ngôi sao David thiếu cánh ở góc dưới bên phải. Còn căn thứ 5 sẽ có hình ngôi sao thiếu cánh ở góc trên bên trái. Vị trí khuyết cánh của ngôi sao là để diễn tả vị trí của từng ngôi nhà, và ở trung tâm chính là nhà thờ bị cháy đen. Và cuối cùng đã đến được nhà của Wakaba. Khi đứng trước nhà Wakaba, chợt bố của cô ấy thò mặt ra ngoài cùng với một tông giọng khá lập dị: ai đó? Khi thấy ông, ba người họ nói mình nhận được thiệp nên đến đây, nhưng ông bố không tin. Sau đó, Wakaba từ nhà bước ra và bảo rằng chính mình đã mời bọn họ. Lúc đó, gương mặt của ông bố liền biến sắc. Wakaba liền ra ba người họ cho bà giúp việc, để bà ấy dẫn về chỗ nghỉ ngơi. Khi Wakaba quay đi thì thấy Odagiri bỗng kêu tên cô. Nhưng vì lúc đó có nhiều ánh mắt liếc nhìn nên cậu đành thôi. Bà cụ liền dặn ba người họ không được đi lang thang trong nhà, nếu quên lời thì sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì cho bọn họ. Lúc đó, mặt của mỗi người đều biến sắc lạ thường. Về tới phòng khi đang nghỉ ngơi, Miyuki chạy qua phòng Kindaichi và rủ cậu đi toilet chung vì sợ lạc. Đang cười giỡn một lúc thì có một cánh cửa bí ẩn hé ra, làm cả hai cô cậu tò mò mà đi xuống. Kindaichi bỗng thấy một thứ kỳ lạ,
Khi mở ra thì phát hiện đó là một xác ướp không đầu. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, trên tay ông ta cầm một chiếc đèn pin rọi xuống phía dưới, và người đó chính là bố của Wakaba. Kindaichi đành giả vờ rằng mình bị lạc và chưa nhìn thấy gì nên đã chót lọt được đưa trở lại về phòng. Buổi tiệc chúc phúc cho Wakaba bắt đầu. Người tham dự gồm có chủ nhân của 6 căn nhà được đặt tên là dị nhân quái. Họ đều là nhân vật nổi tiếng. Wakaba từ từ xuất hiện, cô khoác lên mình chiếc váy cô dâu trông vô cùng xinh đẹp. Khi đi ngang qua thầy Odagiri, Wakaba trộm nhìn thầy ấy với ánh mắt đượm buồn, làm cho gương mặt của thầy cũng trở nên buồn bã. Sau đó thì vị hôn phu của Wakaba, Renjo Hisaiko cũng xuất hiện, nhưng không hề lộ diện mà lại trùm kín mặt bằng một chiếc mặt nạ. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì một người phụ nữ, chủ nhân của tòa nhà dây leo, Kusanagi Mitsuko, đứng dậy và hét to, nhà thờ đang cháy, và ôm lấy mặt khóc. Rồi sau đó, bà đứng dậy và cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông đứng ra giải thích về hành động kỳ lạ này của bà ấy. 5 năm trước, con trai của bà ấy bị mất trong một vụ tai nạn, nên bà ấy mới trở nên như vậy. Ngoài ra, còn có một người khác đang ăn. Ông ta là chủ nhân của tòa nhà giáp sắt, là cha của cô bé Kabuto Kiriko đang đứng sau lưng Wakaba. Lúc này, Wakaba đang ở bên trong nhà thờ, nơi đây được các nhà truyền giáo xây dựng cách đây 100 năm trước. Tương truyền rằng, vào thời mở cửa, có 7 nhà truyền giáo đến đây để tìm kiếm quả táo vườn địa đàng. Theo kinh cựu ước thì quả táo vườn địa đàng là trái cấm mà Adam và Eva đã ăn phải. Còn thực chất thì 7 mục sư đó muốn tìm kiếm điều gì thì đến bây giờ cũng chưa ai biết. 27 năm trước, ngày mà nhà thờ bị cháy, vợ chồng vị mục sư và 7 người con đã chết trong vụ hỏa hoạn ngày hôm đó. Chợt Kindaichi liền thắc mắc về việc cô dâu sẽ trải qua một đêm trong nhà thờ, thì đó là truyền thống của làng từ khi xuất hiện nhà thờ. Đêm trước ngày cưới, cô dâu sẽ mặc áo cưới và nằm thật ngay ngắn để chiêm nghiệm những tội lỗi từ trước đến nay của mình. Trước nhà thờ sẽ có một phù dâu thức suốt đêm để canh giữ, còn cô dâu sẽ một mình đi vào bên trong. Ánh trăng từ ô cửa hứng sáng sẽ len vào bên trong nhà thờ. Cô dâu sẽ nằm trên chiếc giường đặt ngay trước thánh đường, mắt nhắm lại và cầu nguyện suốt đêm. Khi Kindaichi định hỏi về chiếc xác ướp dưới tầng hầm, bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên. Chuông này vang lên chỉ khi có đám ma. Và rồi Kindaichi bỗng thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Wakaba ngay lập tức. Cảnh tượng trước mắt là một chiếc giường đẫm máu, và trên đó là một thi thể không đầu trong bộ váy cưới trắng mút của Wakaba. Tất cả mọi người đều kinh hoàng và khóc nấc lên. Kindaichi trông thấy một dòng chữ trên váy Wakaba với nội dung: xác ướp thứ 7 đã lấy mất đầu cô dâu. Cảnh sát lập tức đến hiện trường ngay sau đó. Điều tra viên Tawarada đã tìm thấy cha của nạn nhân, nhưng ông ấy bị sốc nặng và còn bị bệnh tim nên đã ngủ say. Còn vị hôn phu thì không được khỏe. Trong lúc này, không biết Kindaichi đang ở đâu thì có một tiếng hét cứu tôi trên ô cửa sổ của nóc nhà thờ. Đó là của Kindaichi. Thấy vậy, đã có người lên cứu cậu ấy ra. Cậu ấy liền nói rằng thủ phạm gây án trong một không gian khép kín tuyệt đối, lối vào chỉ có một cánh cửa. Khi xảy ra vụ án, cánh cửa này lại được chốt trong, toàn bộ hệ thống cửa sổ cũng được khóa từ bên trong, chỉ còn lại các ô cửa sổ trên mái. Nhưng với song sắt đó thì có lẽ không ai có thể chui qua lọt. Chui đầu lọt qua cũng đã nan giải rồi. Còn riêng với thi thể của Wakaba, theo nguyên tắc sẽ giải phẫu tử thi để giám định. Nghe xong như vậy, thầy Odagiri liền bàng hoàng và không cho ai làm tổn thương cơ thể của cô ấy cả. Nói xong, thầy ấy liền gục xuống đất. Đằng xa xuất hiện một người đàn ông trùm kín mặt đang theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người. Tiếp đến thì cảnh sát cũng bắt đầu hỏi cùng từng người. Người thì cho rằng nhỏ Kabuto sát hại. Nghe vậy, cảnh sát liền kết luận Kabuto chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Nhưng Kindaichi lúc này lại cho rằng kết luận vào thời điểm này là quá vội vã. Kindaichi gọi điện cho sếp của chú cảnh sát. Ông ấy liền hét vào mặt của người cảnh sát kia và nói rằng phải hợp tác chung với Kindaichi. Nghe xong, ông chú liền xịt keo một hồi. Theo kết quả giám định cho thấy, thi thể đó là của Wakaba. Cả dấu vân tay và ADN đều trùng khớp. Giờ tử vong là khoảng 0 giờ tối ngày hôm qua. Tình trạng xuất huyết và phản ứng sinh hóa đã cho thấy nạn nhân bị siết cổ đến chết trước khi bị cắt lìa cổ. Vì tình hình rối ren nên tất cả mọi người đều ở tạm nhà của chú Kazamatsuri. Kindaichi liền nhớ lại vụ xác ướp ở dưới tầng hầm nên liền hỏi. Chú ấy kể rằng xác ướp đó chính là thần hộ mệnh từ thời xa xưa của ngôi làng này. Làng này có tổng cộng 7 xác ướp. Mỗi tòa nhà lớn và nhà thờ đều lưu giữ một xác ướp. Mỗi xác ướp sẽ bị khuyết một bộ phận nào đó trên cơ thể. Trong khi mọi chuyện còn đang như thế này thì có một ông già tên Ichiki Torao, chủ nhân của tòa nhà kính màu, đến mời mọi người dự tiệc. Lý do ông đưa ra là vì cái chết của đứa con gái duy nhất của gã Tokita khốn khiếp. Vì muốn biết thêm những điều kỳ lạ ở đây, Kindaichi và mọi người đều đến dự tiệc. Đến bữa ăn thì có một món lạ xuất hiện. Khi được hỏi thì hóa ra đó là thịt mèo. Kindaichi và Miyuki thấy vậy liền lập tức bỏ đi với lý do đi toilet. Thực chất, hai người đang đi tìm xác ướp cho ngôi nhà này
cái xác ướp lần này thì thiếu chân phải. Bỗng có một tiếng la của bà Kusanagi. Bà ấy coi coi mèo như đứa con trai đã chết của mình, nên muốn giết lão Hishiki. Khoảng 10 giờ kém, mọi người rời tòa nhà kính máu và trở lại tòa nhà gà gió. Thầy Odagiri thì vẫn đang chìm trong hình ảnh của Akaba. Thấy cánh cửa phòng mở hé như vậy, Kindaichi liền đi vào và an ủi thầy, hứa sẽ giúp thầy tìm ra hung thủ. Rồi màn đêm cũng dần dần buông xuống. Nhưng ở một nơi nào đó, có một sự thật khủng khiếp đang diễn ra. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể mất đi chân phải của Ishiki ngay trong chính tủ lạnh của nhà ông ta. Trên chiếc áo của ông ta mặc sau lưng có dòng chữ: xác ướp thứ 7, cuộc báo thù vẫn chưa chấm dứt. Bỗng sau lưng Kindaichi có giọng nói vang lên. Đó là lời nguyền, chính là lời nguyền của nó. Nó sẽ giết hết 6 người ngày đó. Những lời nói đó được nói ra từ chú Tokita. Ông điều tra viên cho biết chú Ishiki tử vong vào tầm lúc 2 đến 4 giờ. Nguyên nhân tử vong là do vật nhọn đâm xuyên tim. Và tại sao hung thủ lại cắt rời bộ phận cơ thể của nạn nhân? Sau đó, Kindaichi liền đi tìm chú Tokita. Nhưng đi được một hồi, liền đi vào khu vực cấm vào. Lúc này chú Kazamatsuri tiến tới và nói khu này có rất nhiều khí độc nguy hiểm. Và còn bảo rằng cảnh sát đang đến bắt giữ bà Kusanagi vì tội danh sát hại ông Ishiki. Sau đó, Kindaichi tiến tới và đôi co với ông chú cảnh sát rằng tại sao ông lại tin bà Kusanagi là thủ phạm. Hai người cứ vậy mà cãi qua cãi lại với nhau. Lúc này, Miyuki thấy một con mèo đi tới. Cô liền hét lớn lên khi thấy miệng nó ngậm một ngón tay người. Lúc này, mọi người đã bàng hoàng khi thấy bà Kusanagi đã chết. Chân trái cũng bị cắt rời và rèm trên cửa sổ cũng khắc dòng chữ: xác ướp thứ 7, máu chảy thành lệ nóng đến bây giờ chưa khô. Kindaichi gần như đã nghĩ ra được điều gì đó, liền nói: xác ướp tại nhà của bà Kusanagi thiếu chân bên trái. Cậu liền vẽ ra một hình mô tả vị trí các bộ phận bị khuyết trên xác ướp được đặt ở từng tòa nhà. Nạn nhân đầu tiên là Wakaba, nhà bạn ấy có một cái xác ướp không đầu. Nạn nhân thứ hai là ông Ishiki, nhà ông này có xác ướp khuyết chân phải. Nạn nhân thứ ba là bà Kusanagi, nhà có xác ướp khuyết chân trái. Vì vậy, thủ phạm sẽ hành quyết nạn nhân giống hệt như hình dạng xác ướp có ở trong tòa nhà của họ. Tên sát nhân sẽ lần lượt cắt rời bộ phận của nạn nhân sao cho giống xác ướp ở 7 tòa nhà. Hắn chính là tên cuồng sát, tự xưng là xác ướp thứ 7. Và chắc chắn, tất cả đều có sự sắp đặt từ trước. Khi tất cả mọi người đều cố gắng, nhưng mọi manh mối đều chưa được tìm ra. Ba người gồm thầy giáo, Kindaichi và Miyuki đều đang đứng dưới nhà thờ thì cây thánh giá bỗng nhiên rung lắc rơi xuống. Nhưng may thay, thầy giáo đã kịp lúc lôi Kindaichi ra chỗ khác. Vẫn không tha, trên cây thánh giá còn có khắc dòng chữ: nếu còn nhún mãi vào, ta sẽ không tha mạng. Xác ướp thứ 7. Thấy vậy, thầy giáo liền tức điên lên và quyết phải tìm ra cho bằng được tên hung thủ. Kindaichi sau đó liền lên khu đồi núi, vì cậu nhớ những lời nói của chú Tokita nói sáng nay. Lời nguyền nó sẽ giết hết 6 người trong ngày đó. Lời nói đó cộng thêm vụ 7 xác ướp nữa. Sau đó, Kindaichi liền chui vào khu vực cấm vào. Đi một hồi thì cậu thấy nguyên một cánh đồng. Kindaichi liền bất giác nghĩ nó không phải là khí độc, mà sẽ là một thứ gì đó ghê gớm hơn. Kindaichi liền cầm lên một cái nắm gì đó. Chú Kazamatsuri nói rằng xưa kia các nhà truyền giáo đến đây để tìm trái táo vườn địa đàng, và đây chính là trái táo vườn địa đàng ấy. Lúc này tại nhà giáp sắt, chủ nhân của tòa nhà này, ông Kabuto, nghĩ rằng thằng cha Tokita nói bậy bạ, và nếu bọn người ngoài đánh hơi được điều gì đó thì có mà toang cả lũ. Bỗng có một tiếng cạch, hóa ra là do con mèo. Ông liền cầm gậy vào đuổi nó đi. Nhưng cả ông và con mèo đều xào quăng một hồi thì nó làm rơi cái đầu của lính giáp xuống đất. Bất ngờ, đầu của con gái ông ở trong này. Và trên thân của người lính có dòng chữ: xác ướp thứ 7, đây là nạn nhân thứ 2, nợ máu vẫn chưa chấm dứt. Cảnh sát liền tới ngay sau đó, và Kindaichi cũng đã có mặt. Thi thể lần này của Kiriko bị cắt rời từ cánh tay tới vai. Hắn cắt đường chéo từ phần vai đến dưới nách của cánh tay phải. Thời gian tử vong của Kiriko là từ 22 giờ đến 24 giờ ngày hôm kia, và đây cũng là thời gian trùng với giờ của Wakaba tử vong. Điểm kỳ lạ ở đây là Kiriko bị mất phần vai chéo xuống cánh tay trái, nhưng xác ướp ở nhà Kabuto thì lại thiếu đi phần bụng dưới. Theo suy luận, hắn sẽ phải cắt rời bộ phận cơ thể của nạn nhân giống với xác ướp mới đúng. Nhà giữ xác ướp giống với thi thể của Kiriko chỉ có nhà Kogoto. Mọi người liền đến nhà Kogoto để xem cái xác. Khi xem được cái xác ướp thì đúng là đã bị khuyết phần vai kéo xuống tay trái. Chợt Kindaichi nghĩ ra điều gì đó và cậu muốn xem qua một lượt toàn bộ xác ướp. Ngay sau đó, mọi người đều đến tòa nhà thời gian. Ông Tokita làm phiền mọi người ra ngoài. Và hiện giờ, trong căn phòng chỉ còn lại 4 người, gồm ông, thầy giáo, Kindaichi và Miyuki. Lúc này Kindaichi liền nói, khi lẻn vào khu vực cấm, đã tìm ra quả táo vườn địa đàng mà các chuyên gia 100 năm trước đã đến đây để tìm kiếm cả một cánh đồng bạt ngàn cho khu vực cấm. Tất cả đều là cần sa. Nói xong, thầy giáo và Miyuki đều bất ngờ.
Ngoài ra, Kindaichi còn điều tra được rằng toàn bộ xác ướp ở trong nhà các vị, răng của các xác ướp này có dấu hiệu bị chám bằng máy móc, chứng tỏ không phải đã có từ thời xa xưa mà chỉ mới được làm ra cách đây vài chục năm. Khi này, ông Tokita mới bắt đầu kể ra quá khứ kinh hãi của ngôi làng này. 27 năm về trước, 6 gia đình và gia đình mục sư ở nhà thờ đã bí mật trồng cánh đồng cần sa để kiếm sống. Họ tuyệt đối giữ bí mật, không cho người khác biết. Nhờ cánh đồng này mà 7 gia đình đã trở thành triệu phú ở đây. Nhưng rồi một hôm, ông mục sư lại yêu cầu chấm dứt việc trồng cần sa. Vợ chồng mục sư có nhận nuôi 7 đứa bé gái, vốn là cô nhi. Ông mục sư muốn chấm dứt việc làm bất chính này vì không muốn 7 đứa con đến tuổi nhận thức phát hiện ra. Họ có thuyết phục đến mấy cũng vô ích. Thậm chí, ông mục sư còn nói báo cảnh sát. Vào đêm đó, 6 gia đình đã xả súng vào vợ chồng của ông mục sư khi họ đang cố đốt cánh đồng cần sa. Sau đó, họ nhốt 7 đứa con gái vào nhà thờ và thiêu sống chúng. 7 đứa con gái bị thiêu trong nhà thờ xây bằng gạch và đá nên đã biến thành xác ướp. Mỗi xác ướp lại thiếu đi một bộ phận, cứ như quỷ đã mang chúng đi vậy. Sau đó thì mỗi gia đình đều mang một xác ướp trở về. Để không có ai phản bội thì mỗi gia đình sẽ phải giữ xác để nhắc nhở nhau. 6 xác ướp đó chính là bằng chứng cho tội ác của họ. Bí mật này đã được giữ suốt 27 năm nay và xác ướp thứ 7 chắc có lẽ vẫn còn để dưới tầng hầm của nhà thờ. Bỗng Kindaichi chợt nhận ra một điều gì đó, bí mật của xác ướp thứ 7. Kindaichi chưa xác định được ra thủ phạm, nhưng cậu đã tìm ra được động cơ của hắn. Mỗi tòa nhà lớn ở đây đều giữ một xác ướp, đó là xác ướp của các cô gái đã chết. Chúng ta đã xem qua 6 xác ướp, nhưng còn một cái xác ướp còn lại thì chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy. Đó là xác ướp rất có thể được đặt trong nhà thờ, là xác ướp khuyết phần ngực. Nếu như những suy luận nãy giờ là đúng, thì xác ướp thứ 7 được ghép lại từ các bộ phận bị khuyết của các xác ướp còn lại. Có nghĩa rằng, vốn chỉ có 6 người chết, người thứ 7 đã cắt mỗi bộ phận của 6 người đã chết và ghép lại, cố tình ngụy tạo ra xác ướp thứ 7 để đánh lừa mọi người. Có thể, đứa con duy nhất còn sống sót của vợ chồng mục sư đã tự xưng mình là xác ướp thứ 7 và muốn trả thù cho 6 chị em của mình nên đã giết hại gia đình của hắn. Khi mọi người quyết định điều tra xác ướp thứ 7 thì đúng là đã bị khuyết đi phần ngực. Chắc chắn là có dấu vết ghép các bộ phận lại. Khớp nối ở cổ, cánh tay, chân đều có dấu hiệu lắp ghép. Nhưng dù có nhìn như thế nào thì vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng xác ướp này được dàn dựng cả. Quay trở lại về phía ông Tokita, ông ấy bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi nói rằng oan hồn của mục sư đang tìm cách sát hại tất cả gia đình của chúng tôi và đó sẽ là lời nguyền cho ông. Nói xong, ông ấy liền khuỵu xuống dưới đất, lăn ra chết vì đột quỵ. Cứ tưởng đâu đã tìm ra cách giải mã của vụ án, nhưng lại rơi vào ngõ cụt và mất thêm một nạn nhân thứ 5. Lúc này, khi Miyuki đang chuẩn bị bước vào trong phòng, thì có một người tiến đến và dùng thuốc mê khiến cho cô bất tỉnh. Về phía Kindaichi, khi cây bút bị hư, cậu đã mò vào tìm cây bút khác, nhưng chợt nhìn thấy tấm ảnh của thầy hiệu trưởng và cô hội trưởng đang gian díu cùng nhau mà vẫn giữ ở đây. Cậu liền nhận ra có một điều gì đó trong bức ảnh này. Khi này, tại tòa tháp, hóa ra Kogoto là người đã bắt cóc Miyuki. Bà ta chậm chậm đi đến bên Miyuki và cầm con dao cắt phanh bộ đồ của cô. Bà liền hỏi, cô có biết bá tước Elizabeth Báthory của xứ Hungary hay không? Bà ta là người tắm máu trinh nữ để duy trì nhan sắc. Sau đó bà ta liền lột hết đồ của mình xuống. Nhưng bỗng sau lưng, có một bóng đen đang nhìn bà và cầm con dao lao vụt tới. Lúc này, Kindaichi cũng đã bắt đầu đi tìm Miyuki. Khi thấy khăn tay của Miyuki rơi xuống sàn, nhưng có dấu vết bị kéo lê, nên cậu đã nghĩ ra rằng hung thủ kéo lê nạn nhân chỉ có thể là nữ, nên vội chạy về phía tòa tháp của bà Goto. Nhà bà Goto lúc này đang bốc cháy, đám cháy càng ngày càng lớn. Không suy nghĩ gì cả, cậu liền xông vào. Nhưng khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt thì đó là cái xác của bà Goto. Bên cạnh còn có một dòng chữ: đối với ta, tiếng kêu thảm thiết chính là bài ca ru êm đềm nhất. Xác ướp thứ 7. Thi thể bị cắt mất phần từ vai phải, kéo xuống cánh tay trái, y hệt phần khuyết của xác ướp tại đây. Nhưng thật may, Miyuki không bị sao cả. Sau đó, bọn họ liền đưa nhau ra khỏi tòa nhà này. Phía sau một cái cây, có một người luôn âm thầm quan sát bọn họ. Từ trong đám tro tàn, người ta tìm thấy xác của Goto và thanh gươm của chú Kabuto, nên ông đã bị áp giải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tên sát nhân này đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Nếu chú Kabuto có bằng chứng ngoại phạm khi Wakaba bị sát hại, thì chắc chắn sẽ được thả sớm. Tên hung thủ đã diễn kịch đúng như kế hoạch và từ từ truy sát con mồi. Hắn hả hê khi thấy con mồi run lên trong sợ hãi. Ngay từ đầu, nhưng vụ án này đã có nhiều điều bí ẩn. Kindaichi nghĩ rằng mình đã thua toàn diện, nhưng có cảm giác cậu ấy đã tìm ra được thứ gì đó. Vì lo lắng cho Miyuki, nên cậu ấy đã bảo cô đi về trước. Nhưng Miyuki nhất quyết không chịu, cô muốn ở lại cùng với cậu bạn của mình. Sau đó vì Miyuki sợ, nên cả hai đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Hai người nằm nói chuyện với nhau, thì Kindaichi nghĩ ra một cái gì đó. Liệt kê lại từ tất cả, cậu ấy thấy rằng đúng là con người thứ 7 vẫn còn sống. Bí ẩn xác ướp, chứng cứ ngoại phạm đều xuất phát từ một nguyên lý. Bây giờ chỉ còn lại án mạng phòng kín. Bắt đầu từ đây, dần dần đáp án được mở ra.
Hôm Wakaba bị sát hại, mọi người đều đang tập trung ở tiệc cưới. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, họ dùng dòng dọc của thầy Odagiri để mở cửa. Khi đó, toàn bộ cửa sổ và ra vào đều được chốt từ bên trong. Lối duy nhất thông với bên ngoài chính là ô cửa sổ trên mái nhà. Nhưng vì ô cửa sổ này rất chắc chắn nên rất khó để có thể thoát ra ngoài. Sau đó, Kindaichi lên nhờ chú cảnh sát triệu tập mọi người đến tòa nhà ga. Trước khi xác ướp thứ bảy sát hại hai người cuối cùng thì cậu sẽ vạch mặt hắn. Để tìm ra hung thủ thì phải lật lại câu chuyện 27 năm về trước. Từ xưa, ngôi làng này có hệ thống tưới tiêu đan sen thay hình ngôi sao David. Khoảng 100 năm trước, các truyền giáo đã đến đây và xây dựng 6 tòa nhà kiểu Tây Phương cùng với một nhà thờ. Họ muốn xây dựng một vườn địa đàng trong mơ tại một ngôi làng hẻo lánh. Nhưng để xây dựng 7 tòa nhà tráng lệ này cần phải có kinh phí vô cùng lớn. Trong khi đó, bản thân các nhà truyền giáo thường đi lưu lạc khắp nơi nên khó lòng mà đủ nguồn kinh phí cần thiết đó. Và rồi, họ đã tìm ra vườn địa đàng, nơi kiếm ra hàng đống tiền từ loại cây vốn mọc hoang ở trong rừng. Chúng có tên gọi khác là cần sa. Nhà truyền giáo cùng 6 tùy tùng của mình đã trồng loại cây cần sa và bí mật canh tác không cho người khác biết. Họ bán loại cây này để có được một nguồn tài sản khổng lồ, và ngôi làng lục giác này chính là nhờ việc buôn bán cần sa mà hình thành. Sau khi nhóm truyền giáo về nước, họ bàn giao cánh đồng cần sa lại cho 7 hộ gia đình ở đây. Và chính cánh đồng này 27 năm về trước đã xảy ra một thảm kịch đổ máu. Vợ chồng mục sư từng sống ở nơi đây đang tính đốt cháy cánh đồng này thì đã bị chủ nhân của 6 tòa nhà sát hại và thiêu sống luôn cả 7 đứa con gái. Nên từ đó đã có 7 xác ướp được coi như là thần hộ mệnh của ngôi làng này. Những nạn nhân chết cháy năm xưa không hẳn là có 7 mà chỉ có 6 mà thôi. Người con thứ 7 nhờ mưu kế nên đã trốn thoát. Tất cả mọi người nghe xong đều bất ngờ khi đã tìm thấy đủ 7 xác. Nhưng tại sao như vậy? Kindaichi liền cầm lên một con búp bê. Giả sử 7 con búp bê này là con của mục sư. Đầu tiên là phần đầu của con thứ nhất, thế là ta có ngay một cái xác ướp không đầu. Tiếp theo là phần vai lần đầu của xác ướp thứ hai, gắn phần đầu của cái xác thứ nhất vào, thế là ta có xác ướp khuyết đi phần vai treo xuống cánh tay. Tương tự như vậy, ta lấy phần trên của cái xác thứ ba thay vào đó bằng phần đầu liền của cái xác thứ hai, là có ngay xác ướp khuyết đi phần vai treo xuống cánh tay. Đến cái xác thứ tư, lấy đi phần thân trên thay vào phần thân trên của cái xác ướp thứ ba, là có ngay xác ướp khuyết đi phần bụng. Và cuối cùng là ghép phần thân trên của xác ướp thứ tư ghép vào phần chân phải của xác thứ năm và chân trái của xác thứ sáu. 7 búp bê được ghép lại từ 6 búp bê ban đầu, và chính xác là vẫn còn một người còn sống. Nếu một trong những người ở đây chính là hung thủ thì trường hợp của Wakaba thật khó để giải thích. Và thực tế thì đây là một cái bẫy, bởi người đầu tiên bị sát hại là Kiriko, không phải là Wakaba. Thi thể không đầu ở nhà thờ không phải là của Wakaba mà là của Kiriko. Trước khi tự nhốt mình vào trong nhà thờ, Wakaba đã lừa Kiriko vào trong đó thay mình. Có thể Wakaba muốn gặp ai đó nên hai bên đã hoán đổi trang phục. Kiriko sau khi mặc váy cưới thì bước vào trong nhà thờ và khóa trái toàn bộ cánh cửa. Như vậy, nhà thờ hoàn toàn kín mít và cô ấy nằm trên giường giả làm Wakaba. Wakaba quan sát từ song ô và thấy Kiriko đã nhắm mắt. Cô bắt đầu thả tấm vải tẩm thuốc mê xuống và chuẩn bị sẵn 4 sợi dây thừng có 4 móc câu. 4 móc câu này sẽ móc vào 4 góc giường và kéo lên. Vì Wakaba là con gái nên không thể nào đủ sức để kéo lên, nên thứ phụ giúp cô ấy chính là dòng dọc của xe hơi. Trên xe của thầy Odagiri có sẵn một cuộn xoay dòng dọc. Nếu sử dụng dòng dọc này sẽ dư sức kéo cả cái giường lên cao. Nếu kéo hết dây ra ngoài thì cái trục này có thể sử dụng như một con quay. Chỉ cần luồn qua dây tháp của chuông nhà thờ là có ngay một trục cần cẩu. Cô ấy đã kéo chiếc giường ra sát ô cửa, và để động mạch của Kiriko không phun ra tung tóe, cô ấy đã siết cổ Kiriko đến chết. Cô ấy chỉ lấy đi phần đầu bởi phần đó mới chui qua được lỗ sắt, và còn đó là chiếc lông quạ đã bị chiếc giường đè lên. Có nghĩa là hung thủ không hề vào trong căn phòng kín này mà cắt lìa đầu nạn nhân từ bên ngoài. Xác của Kiriko được xác định là rơi ra từ bộ áo giáp, nhưng đây là một chiêu hoán đổi cực kỳ thông minh. Sau khi sát hại Kiriko, Wakaba đã bị hung thủ thực sự giết chết. Hung thủ thực sự chính là kẻ đã lên kế hoạch giết người hàng loạt, xác ướp thứ 7. Sau khi để cho Wakaba giết chết Kiriko, hắn ra lệnh cho Wakaba kéo chuông của nhà thờ để báo tin. Ý đồ của hắn là muốn chúng ta phát hiện ra thi thể càng sớm càng tốt, vì hắn muốn tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Khi mọi người tập trung mở cửa, hắn lẻn đi tìm Wakaba và giết chết cô ấy. Vậy nên Wakaba và Kiriko có cùng thời điểm tử vong. Khi mọi người ngủ say, hắn mang Wakaba vào nhà thờ, đổi quần áo và cắt đầu của cô. Các nạn nhân có vết cắt trùng khớp với xác ướp của nhà họ. Trong khi xác ướp nhà Kiriko khuyết đi phần bụng thì thi thể của Kiriko khuyết phần vai tay trái. Đó không phải sai lầm mà hung thủ quyết làm lại, vì cứ mãi tập trung vào phần vai bị khuyết mà quên mất sự thật rằng cả Kiriko và Wakaba đều bị đứt đầu. Để có thể hoán đổi thi thể của cả hai cô gái, hung thủ buộc phải cắt đầu bọn họ. Nếu cắt đầu của nạn nhân khác chỉ là chiêu đánh lạc hướng của hung thủ.
Kindaichi Hoichu Kazamatsuri, 27 năm trước, có người đã giúp đỡ người con thứ 7 thoát chết bằng cách hôi biến 6 cái xác thành 7. Người đó chính là chú phải không? Sau đó, Kazamatsuri liền bật khóc nức nở. Lúc đó ông ấy làm vậy vì để cứu lấy Chiori. 6 người đã tắc thở, nhưng chỉ còn Chiori thoi thóp nên ông đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng sau khi bình phục, Chiori đã biến mất. Kindaichi cầm con búp bê lên, ném về phía thầy Odagiri. Đó chính là mẹ người đấy. Xác ướp thứ 7 chính là thầy Odagiri. Hay đúng hơn, tên của hắn là Rokusei Ryuichi, con trai của Rokusei Shiori. Hắn đã tìm hiểu ngôi làng và phong tục cưới xin ở đây. Từ đó, hắn lên kế hoạch trả thù vào đúng ngày cưới của Wakaba. Ryuichi định chờ đợi tới khi Wakaba tốt nghiệp và về quê kết hôn thì sẽ ra tay. Nhưng có một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Cảnh sát đã tìm được một bộ xương và nó chính là hài cốt của Odagiri thật. Vì thế, hắn đã đẩy nhanh ngày cưới của Wakaba bằng cách dùng hai tấm ảnh này. Khi Wakaba bị đuổi học, bố mẹ sẽ buộc cô ấy về quê và kết hôn sớm. Chính hắn đã chụp nó và dán lên bản tin ở trường. Nếu còn chối cãi thì hãy so sánh thử tấm hình chụp lén của hội phụ huynh. Họ đều phát hiện ra ánh đèn và nhìn về phía máy ảnh, còn bên này chỉ có Odagiri. Ngay cả sự cố cây thánh giá bị rơi xuống nhà thờ cũng chính là thủ đoạn của hắn. Tiếp nữa, Kindaichi nhắc về bộ hài cốt đã xuất hiện vài tháng trước ở thành phố của họ, chính là của thầy Odagiri thật sự. Ryuichi khi biết thầy được bổ nhiệm về trường công tác đã giết chết thầy Odagiri và giả danh làm thầy để tiếp cận với Wakaba. Kindaichi cũng nhờ chú cảnh sát điều tra gia đình của Odagiri. Xem ảnh của Ryuichi cũng xác định rằng hắn không phải là Odagiri. Họ không hề quen biết nhau. Hết đường bao biện, Ryuichi bất ngờ phản kháng cảnh sát và chộp lấy khẩu súng bắt Miyuki làm con tin. Hắn kể rằng mẹ hắn đã mang thai trước khi xảy ra án mạng và hắn được sinh ra để báo thù. Trên giấy tờ, mẹ Chiori đã chết nên không thể tìm kiếm được việc làm đàng hoàng. Bà phải lao lực, ho ra máu để nuôi con khôn lớn. Ngày nào bà cũng cho hắn xem những vết bỏng trên người và nói rằng hắn phải thay bà giết sạch mọi người đã hại họ. Hắn nói rằng bản thân tồn tại vì lòng căm thù và những kẻ đó phải nếm trải gấp trăm ngàn lần với những gì họ đã làm. Chú Kazamatsuri gặng hỏi, vậy mẹ Chiori của cậu đâu? Ryuichi nói rằng đã giết bà ấy. Bà đã dạy cho hắn rất nhiều thủ thuật giết người và bài học cuối cùng chính là giết chết bà. Kazamatsuri là người duy nhất mà bà không cho động vào, nên Ryuichi sẽ tha mạng cho ông ấy. Vật tế cuối cùng là ông Kabuto. Hắn liền nã thẳng viên đạn vào đầu của ông ta rồi kéo Miyuki chạy về cánh đồng cần sa. Ryuichi đã chuẩn bị sẵn sàng để thiêu đốt nơi này. Đến đây Miyuki mới biết hắn đã ép Wakaba giết người nếu cô muốn tiếp tục tình yêu ấy. Miyuki lúc này vùng gậy nhưng đánh trượt. Vị hôn phu của Wakaba lúc này liền lao ra từ trong bụi cây, đâm nhát ra vào bụng của tên sát nhân. Ryuichi liền giương súng bắn vào anh ta. Lời trăn trối cuối cùng của anh ta là chỉ muốn trả thù cho cô dâu Wakaba của mình. Kindaichi chạy đến, trong lúc giằng co thì cậu đã bị Ryuichi bắn vào bụng khiến cho cậu gục ngã. Nhưng Kindaichi không bao giờ bỏ cuộc. 6 người kia gây tội lỗi trong quá khứ, mẹ con người muốn trả thù thì là điều đương nhiên. Nhưng Wakaba đâu có tội. Chỉ vì yêu người, tay cô ấy đã phải nhuốm máu vì muốn bảo vệ tình yêu ấy. Vậy mà người dám phản bội, lợi dụng cô ấy. Ryuichi liền cười trong nước mắt. Cô ta quá ngu ngốc vì yêu ta thật lòng, hy sinh cả cuộc đời chỉ vì một thằng không ra gì như ta. Thấy cảnh sát chạy đến, hắn chưa kịp phát cò thì 5-6 phát đạn đã giết chết hắn. Hãy tha thứ cho ta con trai. Thì ra, chú Kazamatsuri chính là cha của Ryuichi. Chú ấy cùng với Shiori đã từng hẹn ước gia đình và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nói láo, chưa kịp nói xong, anh ta liền ra đi trong tiếng ức nghẹn của người bố. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ông đã dằn vặt vì rất nhiều tội lỗi của mình trong 27 năm trước, nhưng giờ đã có thể cảm thấy thanh thản rồi. Kazamatsuri châm lửa, thiêu đốt cả cánh đồng cần sa, rồi chĩa súng về phía mình và cảm ơn Kindaichi vì tất cả. Vì vết thương nặng, Kindaichi mê man suốt 2 ngày liền. Trong cơn mơ, cậu thấy một đôi vợ chồng trẻ sinh con đầu lòng và đặt tên là Ryuichi. Ryuichi lớn lên và đem lòng yêu cô gái Wakaba cùng làng. Hai người được bên nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau. Giá mà thực tại cũng giống như giấc mơ thì thật quý quá. Khi tỉnh lại, chú cảnh sát đã bảo rằng vị hôn phu đã không qua khỏi. Vì cơ thể vốn rất yếu ớt nên cậu thường chỉ ở trong nhà. Cậu ta biết Wakaba qua những tấm ảnh và đem lòng yêu cô gái ấy. Để trả thù cho Wakaba, cậu ta đã lần theo dõi Ryuichi và viết đầy đủ vào trong nhật ký của mình. Cảnh sát đã tìm ra hung khí và những bộ phận khác của nạn nhân ở nghĩa trang. Trong khi các cơ thể khác bị vứt bừa bãi thì chỉ có duy mỗi đầu của Wakaba được chôn cất cẩn thận dưới mộ. Có lẽ ác quỷ cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Tạm biệt chú thanh tra, đôi bạn lên tàu và trở về nhà. Và chắc hẳn rằng Wakaba biết mình sẽ bị giết, vì trong khám nghiệm không thấy có một dấu vết chống cự nào khi cô ấy bị cắt đầu. Và khi bị Ryuichi giết, cô ấy đã tự nguyện hy sinh. Đó là lý do Wakaba nói rằng
cô ấy sẽ không bao giờ quên hai người bạn của mình và để lại sợi dây chuyền cho bọn họ. Trong tấm ảnh ấy, họ nắm tay nhau thật chặt, nhưng tình yêu bất diệt ấy lại bị vùi dập bởi vòng xoáy định mệnh 27 năm về trước. Còn rất nhiều những vụ án khác mà thám tử Kim Đài Chi sẽ giải mã. Các bạn nghĩ sao về vụ án lần này? Hãy để lại cho chúng mình suy nghĩ của các bạn nhé. Còn giờ thì, nếu bạn thấy hay, đừng quên để lại một like và share để ủng hộ kênh của Lời Tắm. Nhớ ấn nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See ya!